Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Winchester. Vì các tư liệu về các loài trong video này rất khan hiếm, có loài chỉ có duy nhất một tấm ảnh đại diện, nên video ngày hôm nay mình sẽ làm dưới dạng này. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé. Quay trở lại với nội dung chính, thì khi hệ sinh thái trên cạn của trái đất bắt đầu hình thành vào đại trung sinh, một lớp sinh vật mới xuất hiện để thống trị vùng đất và bầu trời. Đây là những loài côn trùng thuộc nhóm động vật chân đốt có sự khác biệt đáng kể so với những loài tổ tiên khác sống dưới nước. Nhóm sinh vật này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và được coi là một trong những nhóm động vật thành công nhất trên trái đất, với hơn 1 triệu loài khác nhau được xác định cho đến ngày nay. Côn trùng thời tiền sử thậm chí còn đáng chú ý hơn so với họ hàng ngày nay của chúng rất nhiều. Mặc dù không được bảo quản thường xuyên trong đá như những loài có vỏ và xương cùng thời, nhưng hồ sơ hóa thạch của một số mẫu côn trùng thời tiền sử rất hấp dẫn. Chúng bao gồm từ những loài côn trùng bay khổng lồ, thậm chí còn hơn cả một số loài chim hiện đại như Mechanicra, cho đến những loài bò sát khổng lồ như Acropleura. Côn trùng thời tiền sử cũng đa dạng về thói quen kiếm ăn, môi trường sống và sự tương tác với các động vật khác trong hệ sinh thái của chúng. Trong video này, các bạn hãy cùng mình điểm qua 15 loài côn trùng đáng chú ý nhất sống ở thời tiền sử nhé. Số 15. Bohemia tubus. Bohemia tubus là một loài bướm lớn sống vào thời kỳ hậu Carbon. Nó chỉ được biết đến từ một hóa thạch, đó là cánh trước và cánh sau bị cô lập được phát hiện ở Glen, Cộng hòa Séc. Bohemia tubus có sải cánh dài khoảng 52 cm. Nó được đặt tên theo vùng Bohemia. Lịch sử ở châu Âu và sự giống nhau của nó với một loài côn trùng thời tiền sử khác gọi là tubus. Mặc dù nó là loài ruồi Griffon lớn, nhưng Bohemia tubus lại nhỏ hơn các thành viên đáng chú ý khác trong họ này, chẳng hạn như Meganeuropsis và Megacura. Số 14. Rhinonatha. Việc truy tìm lịch sử tiến hóa của Rhinonatha đến thời điểm chính xác nơi chúng tiến hóa lần đầu tiên có một chút khó khăn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nó là một loài côn trùng tiền sử sống ở kỷ Devon. Là một trong những loài côn trùng xuất hiện sớm nhất, Rhinonatha còn sống khoảng 400 triệu năm trước và sống ở châu Âu ngày nay. Nó thường được mô tả là một loài côn trùng bay, nhưng điều này chưa được xác nhận vì chỉ phần đầu của loài côn trùng này được tìm thấy là còn nguyên vẹn. Rhinonatha được đặt theo tên của Rhinichet, loài đá trầm tích kỷ Devon bậc thấp chứa hóa thạch của nó. Trong khi hầu hết các chuyên gia coi Rhinonatha là một loài côn trùng bay, một số người cho rằng nó có thể là loài nhiều chân, tương tự như rết và cuốn chiếu ngày nay. Số 13. Cynomega neura. Cynomega neura là loài họ hàng của loài côn trùng khổng lồ tiền sử như Meganeura. Cynomega neura là loài ruồi Griffin. Nó sống ở Trung Quốc ngày nay vào thời kỳ kỷ Carbon và các chuyên gia coi nó là một trong những loài côn trùng lâu đời nhất ở khu vực đó trên thế giới. Cho đến nay, chỉ có một hóa thạch Cynomega neura có cánh trước khá hoàn chỉnh được phát hiện. Mặc dù việc thiếu các bộ phận cơ thể khác khiến việc xác định loài côn trùng này trông như thế nào trở nên khó khăn, nhưng các chuyên gia cho rằng nó hẳn phải giống các loài ruồi Griffin khác. Dựa trên kích thước của đuôi được bảo tồn, người ta ước tính tổng sải cánh của Cynomega neura khoảng 15 cm. Con số này nhỏ hơn so với những sải cánh của loài khổng lồ tiền sử như Meganeuropsis có thể dài tới 70 cm. Số 12. Alavarafidia. Alavarafidia là một chi ruồi rắn sống vào thời kỳ kỷ phấn trắng. Nó được biết đến từ một mẫu vật duy nhất, một hóa thạch cơ thể gần như hoàn chỉnh được bảo tồn trong một ổ phách Alava nổi tiếng của Tây Ban Nha. Cái tên Alavarafidia ám chỉ vị trí tìm thấy hóa thạch này. Mặc dù đôi cánh của loài côn trùng này bị mất, nhưng các bộ phận cơ thể khác vẫn được bảo quản đủ tốt để xác định kích thước và màu sắc có thể có của loài côn trùng này khi nó còn sống. Alavarafidia là một loài côn trùng tương đối nhỏ với chiều dài cơ thể khoảng 5,7 mm và đầu có thể dài 1,2 mm. Đầu hình thoi có một mắt ghép lớn, 3 tế bào mắt lớn và một chiếc râu dài đáng chú ý. Số 11. Brachiopelagos. Các loài côn trùng phát quang sinh học như đom đóm đã xuất hiện từ thời kỳ kỷ phấn trắng. Một ví dụ chứng minh điều này là Brachiopelagos, một loài bọ cánh cứng được tìm thấy ở hổ phách Miến Điện 100 triệu năm tuổi cách đây vài năm. Brachiopelagos là một trong những loài côn trùng phát ra ánh sáng lâu đời nhất từng được phát hiện. Nó là một trong những con bọ nhỏ có chiều dài cơ thể khoảng 73 mm. Bụng của nó có một cơ quan phát quang sinh học có thể tạo ra ánh sáng khi côn trùng còn sống.
Các nhà khoa học cho rằng Praetophengodes là dạng chuyển tiếp giữa loài bọ phát quang sinh học thân mềm Phengolidae và loài họ hàng thân cứng của chúng Raptalidae. Số 10. Gigatitan. Gigatitan là một loài côn trùng tiền sử sống ở Kyrgyzstan trong kỷ Trias. Nó thuộc về một bộ côn trùng được gọi là Titanopterans, là họ hàng của dế và châu chấu ngày nay. Gigatitan lớn hơn đáng kể so với họ hàng còn sống. Nó có sải cánh lên tới 40cm, với cánh trước lớn và cánh sau tương đối nhỏ. Chân trước của Gigatitan này khá to và có gai để bắt những con mồi tương tự như loài bọ ngựa. Thể tích cơ thể của loài côn trùng này so với kích thước đôi cánh của nó cho thấy Gigatitan có lẽ không có khả năng bay nhưng có thể lướt đi, giống như những loài dế và châu chấu hiện đại. Gigatitan có những vùng rãnh nổi bật trên cánh được sử dụng để tạo ra âm thanh. Số 9. Ororaphidia. Ororaphidia là một chi đồ đắng thuộc họ Raphitoptera sống ở Trung Quốc ngày nay vào kỷ Jura. Tên này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là Oros, có nghĩa là núi, và cũng đề cập đến những điểm tương đồng của nó với Raphidia, là tên của chi rùa rắn phổ biến nhất. Chi này được biết đến từ một mẫu vật duy nhất được bảo quản tốt của một cá thể cái. Ororaphidia và loài Tiboraphidia có liên quan chặt chẽ, cũng được tìm thấy trong cùng khu vực. Đây là những loài chuồn chuồn lâu đời nhất được biết đến từ Trung Quốc. Đó là một loài côn trùng tương đối nhỏ với chiều dài cơ thể khoảng 12mm, và chiều dài cánh khoảng 11,4mm. Một trong những đặc điểm nổi bật của Ororaphidia là cái đầu to, dài hơn phần trước ngực của nó. Số 8. Mazothyrus. Mazothyrus là một loài côn trùng lớn sống ở Bắc Mỹ trong thời kỳ kỷ Carbon. Với sải cánh dài khoảng 56cm, Mazothyrus là một trong những loài côn trùng lớn nhất từng được phát hiện. Nó thường được gọi là côn trùng 6 cánh vì nó có một cặp cánh nhỏ ngoài cánh trước và cánh sau. Mazothyrus thuộc bộ Paleodictyoptera. Các thành viên của họ côn trùng đã tuyệt chủng này đều biết đến với phần miệng lớn giống mỏ. Chúng dùng để xuyên qua các mô thực vật và hút chất lỏng. Một đặc điểm khác của các loài côn trùng này là sơ si dài bất thường của nó. Cơ quan cảm giác mọc ra từ bụng của loài côn trùng này dài gần gấp đôi phần còn lại của cơ thể. Số 7. Thiatitan. Nhiều loài côn trùng hiện đại được biết đến với khả năng giao tiếp bằng cách sử dụng đôi cánh để tạo ra âm thanh. Các nhà khoa học đã truy tìm hành vi này của một loài côn trùng thời tiền sử sống cách đây 310 triệu năm, được đặt theo tên của Thia, nữ thần ánh sáng của Hy Lạp. Thiatitan thuộc bộ họ côn trùng săn mồi khổng lồ sống vào kỷ Trias. Nó sống trong kỷ Carbon và được coi là một loài côn trùng lâu đời nhất có cấu trúc hỗ trợ khả năng liên lạc dựa trên cánh chuyên biệt. Ngoài việc tạo ra âm thanh bằng đôi cánh của mình, Thiatitan còn có thể tạo ra những tia sáng bằng đôi cánh của mình bằng cách mở và đóng chúng nhanh chóng trước ánh sáng. Việc tạo ra phản xạ ánh sáng như thế này đã giúp chúng ngăn chặn kẻ săn mồi hoặc thu hút con mồi. Kích thước chính xác của Thiatitan không được biết đến, nhưng trung bình nó có thể vượt quá 30cm. Số 6. Acropleura. Acropleura là một chi động vật nhiều chân khổng lồ sống cách đây 310 triệu năm. Mặc dù về mặt kỹ thuật nó không phải là loài côn trùng, nhưng Acropleura xứng đáng có một vị trí trong danh sách này vì nó là loài động vật chân đốt trên cạn lớn nhất từng được phát hiện. Nó bò qua các khu vực rừng Carbonate ở Bắc Mỹ và châu Âu ngày nay. Acropleura phát triển đến chiều dài hơn 55cm. Acropleura phát triển đến chiều dài hơn 55cm. Trọng lượng của loài chân đốt này được ước tính là khoảng 50kg, quá sức khổng lồ. Đó là một loài động vật ăn cỏ có khả năng phòng vệ hạn chế, nhưng với kích thước khổng lồ của loài động vật chân đốt này, có kẻ săn mồi trên cạn nào có thể săn được nó. Số 5. Oregama. Oregama là một loài côn trùng thời tiền sử sống ở Trung Quốc, thời kỳ kỷ phấn trắng. Mặc dù trông rất giống với loài bướm hiện đại, nhưng Oregama là một loài cánh ren thời tiền sử thuộc họ Caliramathidae. Lacy Wings là một loài côn trùng có cánh lưới với hơn 6.000 loài vẫn còn sống trên khắp thế giới. Hầu hết các cánh ren ngày nay đều là loài ăn thịt, nhưng tổ tiên của chúng có thể là động vật ăn cỏ, ví dụ như Oregama ăn phấn hoa và nước ép thực vật. Mặc dù có chung tổ tiên với loài bướm hiện đại, nhưng Oregama đã sống ít nhất 40 triệu năm trước khi loài bướm đầu tiên tiến hóa. Điều này có nghĩa là nó không phải là tổ tiên của ruồi bướm, mặc dù chúng có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Số 4. Burama Bugon. Ruồi xác thủ là một trong những loài săn mồi côn trùng hàng đầu trên thế giới hiện nay. Bằng chứng cho thấy, nó đã thống trị thế giới côn trùng kể từ thời kỷ phấn trắng.
Một ví dụ đáng chú ý minh họa cho điều này là Burama Bugon, một loài rùa xếp thủ thời tiền sử sống cách đây 100 triệu năm. Mặc dù rùa xếp thủ hiện đại có thể dài tới 5 cm, nhưng Burama Bugon lại nhỏ hơn, với chiều dài cơ thể chưa đến 2,5 cm. Nó có phần miệng mảnh mai, xuyên thấu có tác dụng chọc thủng bộ xương như áo giáp của con mồi và tiêm dịch tiêu hóa vào chúng. Mặc dù Burama Bugon giống với họ hàng còn sống của nó, nhưng nó có nhiều đặc điểm còn thiếu ở rùa xếp thủ hiện đại, chẳng hạn như râu dẹt, chân sau có gai và cấu trúc mắt hình chữ V. Số 3. Manipulator. Manipulator là một loài gián thời tiền sử sống vào cuối kỷ phân trắng. Hóa thạch của loài côn trùng này được tìm thấy trong hổ phách ở Miến Điện, tức là Myanmar, khoảng 100 triệu năm tuổi, ở vùng Nozibum. Mặc dù được coi là tổ tiên của loài gián hiện đại, nhưng Manipulator trông rất khác so với các loài họ hàng hiện nay. Nó có thân hình hẹp, tương tự như rùa xíu hiện đại, cổ thon dài, đầu xoay tự do và có đôi chân dài bất thường. Các chi trước của loài côn trùng này tương tự như bọ ngựa, chúng được bao phủ bởi những chiếc gai ngắn có tác dụng bắt mồi. Nhưng đặc điểm này cho thấy Manipulator là một loài côn trùng săn mồi. Các cá thể cái thuộc chi này có thân hình nhỏ hơn một chút so với con đực, nhưng cánh trước của chúng có thể dài hơn. Số 2. Meganeura. Meganeura là một loài côn trùng bá lớn có hình dáng tương tự và có quan hệ họ hàng xa với chuồn chuồn thời hiện đại. Nó sống từ thời kỳ kỷ Carbon và được coi là một trong những loài côn trùng bay lớn nhất từng sống. Meganeura có sải cánh dài khoảng 65-75 cm. Nó có một đôi cánh tương tự như chuồn chuồn nhưng có những đường gân nổi rõ. Tên của loài côn trùng này được dịch là có thần kinh lớn, ám chỉ mạng lưới các tĩnh mạch lớn trên cánh của các loài côn trùng này. Dự kiến Meganeura là loài côn trùng săn mồi có chế độ ăn chủ yếu là các loài côn trùng khác. Thói quen săn mồi của Meganeura tương tự như những loài hiện đại. Loài rùa khổng lồ này cũng có những chiếc gai lớn ở chân giúp bẫy hoặc bắt con mồi khi đang bay. Số 1. Meganeuropsis. Meganeuropsis là một loài rùa lớn thời tiền sử giống chuồn chuồn sống ở kỷ Permi khoảng 290 triệu năm trước. Với sải cánh dài tới 71 cm và trọng lượng là 0,5 kg, loài côn trùng này có kích thước tương đương với một con quạ hiện đại. Megacurupsis được coi là loài côn trùng lớn nhất từng sống và cũng là loài không xương sống biết bay lớn nhất. Chiều dài cơ thể của loài côn trùng này là khoảng 43 cm từ đầu đến đuôi. Meganeuropsis cai trị bầu trời Burmese trước các loài động vật biết bay khác, chẳng hạn như thằn lằn bay và chim. Nó là loài săn mồi có hàm răng chắc khỏe, cho phép nó săn những con mồi lớn đang vùng vẫy. Trên đây là 15 loài côn trùng đáng chú ý thời tiền sử. Mở đầu video tôi nói nó to hơn cả mặt của bạn thì bạn có thể không tin, nhưng còn bây giờ thì tin chưa? Hy vọng rằng video này sẽ cung cấp thông tin hữu ích đến các bạn. Nếu có ý kiến đóng góp gì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Cũng đừng quên ấn like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.